Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh cá cảnh của mình. Thì hôm nay thì mình đang chăm nước cho cái hồ cá thủy sinh ống má ngoài của mình nè mọi người. Hồ cá ngoài trời á. Sẵn rồi mình cập nhật cho các bạn xem luôn. Thì cũng lâu lắm rồi, cả tháng trời rồi mình mới là thăm cái tụi này. Đẻ hơi bị nhiều luôn các bạn. Mà phải nói là có cái câu nói nó cũng hơi bị nghịch lý chút xíu, bỏ giải vậy mà nó sống cực kỳ tốt luôn. Các bạn thấy không, cá máy của mình chà bá luôn, cái xài của nó cỡ cái ngón tay giữa của mình luôn ha. Các bạn thấy không, ghê gớm chưa, dữ dằn chưa. À, đẻ lên luôn nè mọi người, quá trời cá con luôn nè. Cả tháng nay rồi không có chăm sóc tụi nó, chỉ có cho ăn thôi, nước thì cạn, muốn cạn luôn rồi mọi người, muốn cạn luôn rồi ha. Đó, ra mấy cái con quá trời đẹp luôn nè bạn ha, bạn thấy không, rất là đẹp luôn ha, cá rất là đẹp ha. Bầy này thì ngon lành nha. Đó, ở đây thì mình thả ra khá nhiều, bao gồm có rồng đỏ trong đây nữa, tùm lum hết mọi người. Hồ thủy sinh ngoài trời mà, chứ đâu có ấy đâu, có hàng cá mái còi rất là to luôn nè, coi rét. Hôm bữa còn rất yêu mình, cái con này nó có cái tật cái lưng nhẹ nè, mình cũng thả ra này luôn. Quá trời này nó bự tổ luôn, không bỏ giải với mà nó quá trời, nó sống tốt luôn mọi người. Bạn thấy nuôi ngoài trời cũng rất là ok nè, hồ đủ rộng rồi, rồi là thôi rồi, nó đẻ kìa lên hết ha. Mình có thả gôn ngoài này nữa nha, thành ra là có nè, thành ra là có đẻ con gôn rồi các kiểu nè mọi người. Đó, con này con gôn chứ gì đó ha. Với lại mình có thả một con trống kiếm, tổng cộng là 9 con quyết kiếm. 9 con quyết kiếm mà sao tới nay nó chưa có đẻ các bạn. Cá bự tổ mà sao không thấy có cá con, không biết là có đẻ trà trộn trong đây được không. Mình có bỏ rong rồi cho nó chui vô là nó đẻ nè. Rong mình bỏ rất là nhiều luôn, rong bỏ rất là nhiều, kể cả là cái chậu chậu bà này nữa. Là đây nữa nè, một nùi rong luôn nè. Rong mình sinh về á, bỏ vô đây nè, đang cho mấy con cá kiếm nó chui vô nó đẻ, rồi có đẻ mà có cá con thì có, mình có thả cá beta nữa, đẻ có cá con thì có chỗ cho cá con nó trốn, thả đủ thứ hết, tùm lum trong đây. Mà ấn tượng nhất là hai con máy coi rác nè, ui chập bá luôn, cưng dễ sợ luôn, vậy đó, thả ngoài này vậy đó, vậy mà sống cốt ghê luôn nè, vậy mà chứ đem vô nhà gãy lần hết trơn. Lưng sâu ghê không mọi người, lưng rất là sâu luôn, cái bụng rồi ống nóc luôn đó nè. Quyết kiếm nè, quyết kiếm không biết còn đủ không nữa, nay lâu rồi con không có cập nhật của nó. Cá con này hơi lợn luôn, này cho ăn cám không nha mọi người, này mình chỉ cho ăn cám không thôi, nước hơi nóng một tí, nước nó hơi nóng một tí. Thì bữa nay thì mình sẽ bơm nước cho nó. Thì lúc trước thì mỗi ngày thì mình chỉ cho ăn có 1 cử à, không có cho ăn nhiều. Nước này lên tảo xanh rất là ghê. Hôm bữa có bo bo rồi mình có thả, mình có đổ bo bo xuống đây, số lượng cũng khá là nhiều. Cá con lòn luôn, quá trời cá con luôn kìa ha. Thả có mấy cặp cá thôi mà nó đẻ kìa, ôi ôi chịu gì nổi ha. Chắc chắn đây là số lượng cá mơ ước của rất là nhiều bạn luôn á, thiệt sự luôn. Đem vô nhà chờ nó đẻ quá trời, nó không làm đẻ mà thả ra này coi nó đẻ nè, lòn khên luôn. Nước hơi nóng một tí, nước con rác đồ bịt mũ nó rớt này nè. Đây mình có thả cá beta mái, ở đây đa số là mình thả cá beta mái chứ mình không có thả cá beta trống. Đó, nhiều cá con ghê cho mọi người. Hồi nãy là mình thử nước rồi xong xuôi rồi hết, thử là nước trong không đặng mình chăm mà. Đó, bơm đây còn cả hai khối nước, bơm đầy cái hồ này cả hai khối nước đó mọi người. Okay. Đó, nhìn mấy con cá mái con rác thấy mê quá, không lẽ giờ bắt vô nuôi chứ. Quá trời bự luôn, gôn mấy con full gôn giạt giạt mình cũng thả ra này cho nó sống. Nhiều khi mình không có chỗ mình nhốt quá,
nó thôi mình thả nó ra ngoài này. Ôi ôi con cốc à, ôi ôi chui vô đây tính mắt cá tao hay gì vậy ha. À, thấy không, lờ đạn có chút xíu cái quỷ con cốc nó nhảy vô nó ấy đây à. À, cục trầu bà của mình, cục trầu bà mà thả hồ thủy sinh của mình từ trước tới giờ nãy bạn nhớ không đó, giờ là mình đem ra này, đem ra này. Mấy con cá nó thấy nước mới nó bu lại kìa, cũng nhiều cá con lắm nha mọi người, mọi người thấy không, rất là nhiều cá con, đông nghịch luôn. Kiểu này là cho cá mình cũng cho ăn sướng lắm nha, ăn cám thái không nha, chứ không có mà ăn cám mà ấy đâu nha. Nhưng mà ngày mình cho ăn có con cử rồi mà sao nó đẻ quá trời vậy nè ta ha. Áp dụng cái chiêu này mà đem vô trong nuôi cá của mình, gốc nuôi cá của mình được ạ ha. Nhưng mà khối lượng nước phải nhiều, có thể nói là hai cái con máy Corret đó bạn nhớ không, từ hôm bữa mình làm là trước khi Tết à, nó đó mình thả nó là trước khi Tết mà cái chập Noel rất là lạnh luôn, nhưng mà nó vẫn còn luôn á mọi người thấy không à, chứng tỏ là khối lượng nước nhiều rồi cái nó cũng đỡ lạnh hay sao đó. Rồi pH đồ do nước tảo nè, với lại do rong, do trầu bà đồ nó ấy, với lại cũng mấy tháng, cũng cả hơn cả tháng rồi. Từ bữa Noel tới nay là mình đâu có hút cặn nó lần nào đâu, không hút cặn à. Đẻ quá trời con luôn rồi, số lượng cá con này rất là khủng luôn nha. Nếu mà bắt ra đếm ha, mình nói thiệt với mọi người hơi bị nhiều luôn á, hơi bị nhiều luôn á, bất ngờ thật sự luôn. Trời thấy nước cạn quá rồi nè, đông ghê không, trời thấy nước cạn quá rồi mới là lại là đi ra bơm cho tụi nó ha. Ngầu quá, hai con quá trời đã, còn phải nói con máy chà bánh nái luôn trời, phê thiệt chứ. Nó nhìn con cá phê thiệt là phê luôn, mọi người thấy sao, quá phê luôn đúng không, quá phê luôn, chà bá luôn, cỡ cái ngón giữa mình luôn á nè, mọi người thấy so ra cỡ cái ngón giữa mình luôn. À, cá con thì quá trời luôn. Để coi coi bài này sau 3 tháng mình cập nhật lại cho bạn xem, bạn chắc bật ngửa luôn á, thiệt luôn á. Nay mình coi mà mình thấy cá con nó lên là mình còn hết hồn mà. Nay mình thấy cá con nó lên mình còn hết hồn mà, quá trời đông luôn mà đó. Đâu đâu cũng thấy cá con hết đó. Tổng quan cái hồ mà thủy sinh của mình vài bữa nó lên màu, cái nữa là tuần hai tuần nữa nó bự, mấy con này bự cỡ tầm tháng nữa mấy con này bự cái lên màu, cái nữa mình cập nhật lại cho bạn coi. Trời chắc phê lắm á, bao phê luôn, rất là đông luôn. Nó đẻ kiểu gì mà quá trời vậy ta, bạn thấy quá trời đông luôn không, không biết đẻ kiểu gì luôn, đã thiệt. Nó nói vớt mấy cái lá ra, vớt mấy lá ra cho ăn cũng ít thôi, lần cho ăn có một miếng à, mà cả một hồ này ăn mà nếu mà bữa nay mà không cập nhật không coi là đâu có biết là số lượng cá con mà nhiều cỡ này đâu. Đó, ngày mai bắt đầu là tăng cái khẩu phần tụi nó lên tí, tăng cho tụi nó lượng thức ăn nhiều lên tí, ngày cho ăn con cử thôi đó mọi người, mà thấy phát triển tốt quá tay luôn nè, cử một luôn. Mấy bạn thấy phát triển rất là tốt, cá cũng đâu có ốm gì đâu, cũng rất là ú luôn nè, đâu có ốm gì đâu, thấy không? Có mấy con này chắc mái rồng đẻ nè, mấy con này chắc mái rồng đẻ nè, đen thùi à, nè mấy con này nè, không biết mái gì đẻ luôn, thôi kệ, đông lắm, đông cá con lắm luôn, nước mới ấy lại cái nó bu lại nè. Mình đó thì có thiết kế cái ống xả tràn nè mọi người. Mình có thấy cái ống xả tràn này để bơm nước lên tới đây, sẵn xả tràn cho tụi nó một chút luôn, xả nước cũ ra bớt tí, nước cũ này thấy cũng dơ dữ lắm rồi. Hết hồn chưa, bất ngờ thật sự
Đó, mình bỏ đây lâu lắm mà mình cũng không có chú ý tới chỗ này nha, cả tháng rồi chỉ cho ăn thôi, rồi mình cũng khá là bận rồi tùm lum công chuyện hết, rồi mình cũng không có để ý tới nó nhiều, mà coi là tụi nó thừa cơ hội mình không để ý mà tụi nó đẻ nè, lên lên hồ khủng khiếp. Mình thả chỉ có mấy con nữa, có hàng mái cò rét với lại hàng mái rồng là 4 con mà đẻ kìa, khủng khiếp chưa, quá đã luôn, quá đã quá đã. Há ý là có cá betta rồi nữa, cá betta này là ăn cá con nha mọi người. Mình thả cũng 4-5 con cá betta mái hôm nay nè, nè cỡ này là nó ăn cá con dữ lắm luôn nè, mà còn hàng hà luôn á, là các bạn biết ghê gớm, số lượng cá con đẻ ra rất là ghê lắm, ghê gớm luôn. Rồi ghẹo ghẹo nó láng trốn mất tiêu trơn đó, tầm tháng nữa mình cập nhật lại là bạn sẽ thấy bất ngờ liền. Thôi hôm nay thì cập nhật tới đây thôi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Thay nước mới vô cái nó mê, cái nó bu lại ngay chỗ nguồn nước mới nè.